đầu tiên, mỗi lần ghen tuông là cứ đập điện thoại, tắm những cái mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á, nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Thì rất về có ngày à, rất về có ngày xong đi ăn uống đi nhậu nhà với bạn bè xong rồi trở về lại. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em là Hoàng Nghĩa Quyền, năm nay 26 tuổi, nghiệp em lái xe và em đến từ Nghệ An, giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Năng Khiếu, năm nay 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Quê thì ở Bình Thuận nhưng mà sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái tên gì thấy ghét vậy, tên Quỳnh Thị Năng Khiếu. Đi đâu ai cũng biết mấy cái tên hết, nhưng mà hỏi mẹ thì mẹ kêu ba mẹ đặt hết chứ mẹ cũng không biết. Không biết là cái mối tình này nó sẽ bắt đầu từ đâu nè. Thì người ta đi xe của ông này. Ủa, em là lái xe tải hay là xe gì? Dạ xe hồi xưa là đi chở sếp đi tỉnh, giờ bây giờ quay về lái xe tải ra thành phố. Vậy là tôi đoán trật rồi, chết quất luôn. Thôi bây giờ nói đi. Có chị kia, chị làm cùng cho số điện thoại vợ em. Nhỏ đó nó dễ thương lắm, mày đi tán, thử tán coi. Hẹn vợ ra công viên này là gặp vợ, hẹn vào quán cà phê. Rồi em gặp vợ em thì là cái ấn tượng đầu tiên của em về cô gái này như thế nào? Hồi xưa nhỏ con lắm, nói cũng nói nhiều á. Gặp ảnh thì nói chung là to cao cũng đẹp trai, nhưng có cái điều là hồi đó răng còn bị xuống. Ảnh ít nói lắm, đi chung với anh kia nói không à. Anh kia hỏi tên tuổi ảnh, cái ngồi anh mím anh cười chứ không dám cười rộng nữa, tại xấu hổ. Cũng thấy được thì vì thấy tánh hiền mà cái mặt cũng hiền thiệt. Mà chị không biểu sao mà em tán được cái cô này hay thiệt á, tại vì lúc nào em ngơ ngác vậy nè, em ngơ ngác. Có nghĩa là khi hai đứa gặp là chắc mình cổ nói thôi. Còn em cứ ngơ ngác em nhìn vậy thôi đó phải không? Anh hỏi thiệt em, từ lúc yêu nhau cho đến bây giờ em có bao giờ gây lộn với vợ em không? Có chứ, nhiều lắm. Gây lộn có bao giờ thắng vợ không? Dạ không, thua không à. Thua chắc luôn à. Tại vì lúc đó anh cũng hay ghen lắm. Em thì cũng coi như ảnh là người đầu tiên, nhưng mà trước đó thì có cái anh kia là mới tìm hiểu vậy thôi chứ chưa có tính chính thức quen gì, cũng thiệt tình kể cho anh nghe. Mà mỗi lần ghen tuông là cái đập điện thoại, tánh gì chứ mà nóng lắm, đập điện thoại lúc quen chắc đập 7-8 cái á. Là tụi em quen nhau cũng 5 năm hả? Dạ đúng 5 năm. Cưới được bao lâu rồi? Dạ em cưới được 2 năm 3 tháng. 7 năm mấy rồi? Dạ. Wow. Tụi em có sống thử nhau không? Có, quen được khoảng gần 3 năm là sống chung. Nhưng mà sống chung này là sống chung với chị gái của em, cả hai gia đình đều biết hết chứ không phải là sống mà lén lút. Nhưng mà ai là người gợi ý cho cái việc sống chung với nhau? Mẹ vợ mới bảo là ấy thôi thì lên hai đứa ở chung đi, đây là ấy là có chị nữa là cho nó đỡ tiền phòng vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Dọn chung ở chung vậy rồi có đi quá giới hạn không hay là cũng cứ rề rề vậy đó? Rất rè rè thôi anh chị à. Nói chung là lúc đó vợ khó lắm, không có cho đâu. Nhưng mà tụi em còn rất trẻ mà, đúng không? Dạ. Còn sao mà không háo hức? Có chứ anh. Được. Nhưng mà sống chung với chị gái mà không phải là sống ở nhà, mà sống trong cái phòng rồi mọi gái là chung với nhau hết, không có riêng biệt được. Thì chị mà, cũng chị lâu lâu có đi mà. Quen 5 năm, sống chung 2 năm thì mới cưới, thì nói chung là không có chuyện gì xảy ra cả. Em đẹp là không có gì luôn á. Dạ, sống không chung với chị gái. Anh có khều khều móc móc gì không? Dạ có khều chứ. Nhưng mà cũng làm nóng lên rồi cũng giận rồi thôi, không làm được gì cả. Giờ biết tại sao nhỏ ít nói với ngơ ngác hoài. Vợ em nóng tính lắm. Thấy là em làm cái gì là sẵn sàng là quát lên à. Trong thời gian đó thì hai em có những cái biến cố gì xảy ra? Biến cố mà coi như là xém, coi như nghĩ là chia tay luôn là vì anh có người thứ ba. Wow. Dễ sợ. Trong khi anh này lù đù vậy đó mà ảnh vác cái lù cậy lù ghê thiệt luôn. Hay là vì em ức chế là em thèo nó hoài không được, em nổi điên em có người thứ ba cho rồi. Không phải, lúc đó thì vợ em cũng đang lúc hay giành nhau á, hai đứa hay cãi vã nhau lắm. Xuống dưới xóm thành gặp được hai nhỏ kia em quay lại em bảo là bảo thích em rồi. Một đợt đó về Nghệ An thì em cũng nhắn tin qua lại, sau em mới chạy từ Nghệ An ra Hà Tĩnh qua rước về Nghệ An rồi chơi mấy ngày Tết luôn. Là rước hai bé đó? Dạ, rước con nhỏ à. Nhỏ bé. Dạ. Nhỏ thích ảnh đó. Vậy mà dạ. Em nói không có gì?
Không, thì rước về có ngày à. Rước về có ngày xong đi ăn uống, đi nhậu nhật với bạn bè xong rồi trở về lại. Sao vợ biết hay vậy? Mà đợt đó thì tự nhiên linh tính làm sao, vô tra cái số điện thoại của ảnh thì thấy sao hay nhắn tin gọi điện cho cái cô nào mà sau 1-2 giờ đêm ấy. Nhưng mà lúc em biết thì cũng là xong xuôi hết rồi. Lúc đó thì em cũng có gọi điện cho cô đó. Thì em cũng nói là em là người yêu của anh Quyền 4 năm rồi, vậy đó cũng tính tới chuyện cưới hỏi này rồi. Thì cô đó cũng nói là lúc quen cô là anh Quyền nói anh Quyền chưa có người yêu. Có quen, có người yêu rồi nhưng mà chia tay rồi vì bố mẹ không thích quen xa. Anh nói như vậy ấy. Cô đó có kêu là nếu như mà quen 4 năm mà ảnh còn nói dối chị tới mức độ như vậy thì chị phải nên coi lại đi. Đúng là cô đó cô dán thêm một câu tháng luôn ấy. Em nghĩ là thôi rồi, em bỏ luôn á, em không quen nữa đâu. Ừ. Em sốc quá. Nhưng mà tới hồi em về quê thì cũng năn nỉ rồi điện giống như cái duyên, cái nợ, cái số sao rồi chấp nhận bỏ qua tha thứ làm lại từ đầu. Rồi sau đó còn chở cô nào nữa không? Dạ không, từ hồi cưới giờ thì không, cái chuyện ghen tuông đồ hầu như là em không có. Quê cái thời gian mà dẫn nhau về quê đấy, có cái anh ấy gần nhà cũng thương lâu rồi, nhưng mà em thì em có, em quen ổng thì em cứ nghĩ tới ổng thôi chứ không nghĩ tới ai khác. Anh cũng ngỏ ý là muốn thăm nhà rồi cũng muốn cưới này kia. Lúc mà nếu như mà ảnh mà không kêu bố mẹ xuống cưới thì chắc em cũng nghĩ em buông ảnh rồi. Ảnh kêu bố mẹ, lừa bố mẹ vào từ ngoài Nghệ An đặt vé máy bay vào, hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện rồi vậy thôi cũng đồng ý cưới luôn. Bố mẹ với bác xuống vợ có đồng ý cưới đâu? Bố mẹ cứ nghĩ là em với ảnh là đồng ý với nhau rồi, quyết định cưới rồi. Thì lúc bố vào bố đặt vấn đề cưới như vậy thì em mới nói thẳng ra là em chưa có đồng ý. Tại vì công việc chưa ổn định, em nêu nhiều lý do lắm. Thì lúc đó thì bên nhà trai cũng tỏ vẻ không được vui ấy. Em cũng nghĩ kỹ, nếu bây giờ mình không đồng ý cưới mà trong khi bên nhà trai người ta đã sắp xếp hết rồi, rồi ảnh lại nói là thôi em đồng ý cưới đi, thì em cứ nghĩ là chắc là anh này anh tu tâm rồi, giờ biết lo cho gia đình mới vậy thôi, rồi đồng ý cưới luôn. Như vậy là cái đêm tân hôn rồi có loay hoay rồi có trắc trở hay là ngơ ngác? Về quê vợ đám cưới là lo ăn qua rồi nhậu nhẹt xỉ nó rồi cũng hết rồi còn làm gì nữa. chả có đêm tân hôn luôn. Cưới ở ngoài Nghệ An là ở đó 5 ngày xong rồi vào thì em đổ bệnh xong rồi sau đó mới có. Trời ơi, tội nghiệp nhỏ hết sức luôn. Lần 6 năm trời đó, rồi có vui không? Tàn sát rồi coi trả sao? Thù cho nó. Tàn sát. Bánh nhà lồng nóc chợ đi. Em cuồng như khi vợ em không cuồng lắm đâu. Có mình nên em cuồng nhiệt. Dạ đúng rồi. Tội nghiệp thằng nhỏ. Bắt ta chờ gần 6 năm trời xong rồi không cuồng nhiệt không là sao trời? Nhỏ ngơ ngác. Rồi em có bị sốc khi mà vợ em không cuồng nhiệt không? Không, em cũng bình thường vậy à. Em bớt cuồng nhiệt luôn. Dạ là quen rồi. Tại vì cái đó nó xảy ra thường xuyên thì cho nên mình cũng rất thùng chai luôn rồi. Tới giờ luôn ạ? Dạ đúng rồi. Cũng bây giờ như là có con nhỏ rồi á. Giờ những cái lâu lâu về những khi nhà vợ chồng có cũng được, không có cũng được. Tại vì đi làm về mệt mạnh, ai người ấy sống, người ai người ngủ rồi thôi. Khiếu có thấy cái việc đó nó làm cho cuộc sống nó bị đơn điệu? Dạ cũng có chứ à. Nhưng mà tại vì có nhiều thứ nó ép mình tới như vậy á. Nhiều lúc cũng muốn thay đổi, cũng muốn nó vui hơn. Nhưng mà giờ con cái đủ thứ nó lo hết cho nên là cứ vậy nó cứ đi. Nhưng mà em có thấy là đôi lúc em tủi thân về cái chuyện đó không? Dạ cũng có chứ. Có. Rồi em có nói với chồng không? Dạ có nói. Rồi chồng nói sao? Dạ thứ nhất là còn con nhỏ mà còn công việc nó đi nữa thôi. Về nhiều khi như cũng mệt, nhiều lúc cũng trả bài cho có rồi thôi. Giờ nó quen rồi không thay đổi được, cứ vậy thôi là được rồi. Gì lạ lùng sủng vậy. Rồi bây giờ sao? Rồi sống với nhau thì bây giờ thấy những tật xấu của nhau như thế nào? Ảnh thì vô tâm, ít nói, mà đặc biệt cái là mê game, mê điện thoại. Kêu anh ơi giữ con, là cứ tay bấm điện thoại, tay con. Chơi sao không biết, con té từ nệm té xuống, con khóc tím mặt tím mày chạy lên hỏi ủa anh con bị gì vậy? Không sao hết, không có gì hết, không nói cho mình biết lạ con bị té như vậy đâu. Xong sáng ngày mai dậy thấy cái đầu con u nguyên một cục trà bá vậy. Rồi vô tâm với vợ, đặc biệt cái là vợ buồn, vợ khóc gì mặc kệ, gây lộn là cứ bỏ đi, để vợ nhà một mình. Đi đá banh cũng đi, đi nhậu cũng đi, để vợ nhà khóc gì. Hình như là không có đặt cái tình cảm của gia đình lên nhiều. Anh sống hình như là giờ anh nghĩ cho cái tôi của anh vẫn nhiều hơn. Mà tới Quyền đấy em, vợ em có tật xấu gì không? Em làm gì sai cũng vậy, em bảo em làm gì mà không vừa ý là cái đó đầu là la lên liền à. Nhiều khi bảo em làm á, nhiều khi em cũng làm biếng em làm lắm. Làm là không vừa ý là bắt đầu là la là chửi ấm sùm ôm lên.
Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt nóng tính lại một chút thôi. Em mong muốn Quyền thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong muốn anh để tâm tới vợ nhiều một chút, thương con thêm một tí nữa, chứ còn hờ hững với vợ con lắm. Chị cảm giác giống như em có một cái thế giới riêng của em hay sao á nha, coi là khép kín lại á, đúng không em? Em không có cái nhu cầu tâm sự, không có nhu cầu bộc lộ với ai hết. Dạ đúng rồi, thì làm về chị biết ăn xong rồi đi ngủ thôi. Là đã ít nói chuyện rồi lại ít cái quan hệ nữa, quan hệ vợ chồng á, em hiểu không? Dạ. Thì nó sẽ rất là nhanh dẫn đến cái chuyện là sống như hai người bạn. Dạ. Mới đầu thì là hai người bạn thân, về sau là hai người bạn không thân lắm, rồi đi đến cái vấn đề là giống như hai người bạn mà gần như là người bạn xa lạ đó, kiểu hai người bạn vậy. Thân mà thân ai nấy lo. Đó, tức là nó sẽ rất là dễ dẫn đến trường hợp như vậy. Thành ra là tụi em phải cải thiện cái mối quan hệ như quan hệ vợ chồng này. Dạ. Chứ còn nếu tụi em không thể như thế được. Dạ. Em cũng mong là sau cái chương trình này, nhờ có sự góp ý của chị, rồi lên đây vợ nói những gì mà mấy lâu nay vợ giữ trong lòng ấy, hy vọng anh sẽ thay đổi được. Dạ. Phải cải thiện thì cuộc sống vợ chồng mới chất lượng được. Bắt buộc nghe cưng. Rồi. Dạ, em cảm ơn anh chị. Xin chúc hai em sẽ cải thiện được thành công. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh chị. Tuần cuối cùng mà anh gặp em thì cũng là lúc anh phải quay về Mỹ. Ba mẹ của anh không chấp nhận cho anh quen em, thì lúc đó anh về anh thuyết phục mẹ. Mẹ ơi làm ơn. Vậy đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Sawadikap. Sure. Ồ, vậy là sao? Là... Dạ, trang phục này là trang phục của người Campuchia. Sao em lại mặc bộ trang phục này? Dạ, tại vì mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Mẹ chồng em là người Việt gốc Campuchia. Thì dạ, chắc chắn rồi. Anh ấy cũng là người Campuchia gốc Việt. Dạ, anh ấy là người Mỹ gốc Việt và lai Campuchia. Ba anh ấy là... Ba của anh ấy là người Mỹ gốc Anh. À, bạn có thể nói tiếng Việt được không? À, một chút. Mời bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Brian, 27 tuổi. Tôi là làm director trung tâm tiếng Anh. Ở đâu? Quận Bình Tân. Em tên là Hân, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm công ty và cũng là đang là giáo viên dạy tiếng Anh. Công ty thì em làm tại thành phố Hồ Chí Minh, còn em dạy tiếng Anh thì ở Tiền Giang. Tụi em gặp nhau như thế nào? Em gặp vợ em qua app dating 3 năm trước. Em đi Việt Nam thăm ba con, nói với vợ em 2 tuần. Sau 2 tuần em gặp vợ em ở Bitexco. Lúc đấy thì là 9 giờ tối rồi. Khi mà em đến Bitexco đó thì em lên trên tầng trên, như ảnh chụp cái bức hình á, anh bảo là tôi đang ngồi đây nè. Xong rồi em đi lợi ngay cái bàn đấy, tại vì em cũng đã lên Bitexco mấy lần. Thật ra là em nói ủa sao mình lợi mà mình thấy ảnh đâu trơn. Cái mình mới nhắn tin anh đi đâu rồi, bây giờ anh có muốn gặp hay không, nếu mà anh không muốn gặp thì em đi về. Lúc đó thì ảnh sợ quá, ảnh đi vòng vòng cho đến khi mình hỏi cái câu chuyện ra thì ảnh mới nói là tại vì lúc đó ảnh nặng 200 kg, thành ra là ảnh ngại là mình đến mình lại bỏ về. Nhưng cuối cùng thì hai đứa em có gặp nhau, ảnh lại mang rất là nhiều bạn bè đến tại vì ảnh sợ. Vậy đó hả? Em có suy nghĩ như thế nào khi mà vợ em nhận lời gặp mặt em? So excited, đẹp quá. Đẹp quá. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Sau đó cũng có những cái cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cũng gặp bạn bè ảnh, rồi cũng dẫn bạn bè ảnh đi vòng vòng chơi tại Sài Gòn. Thì tuần cuối cùng mà ảnh gặp em thì cũng là lúc ảnh phải quay về Mỹ. Rồi anh có tỏ tình với em không? Anh có nhắn tin là em có muốn làm bạn gái anh không? Mà lúc đó là anh trên máy bay rồi. Thì lúc đó mình mới nói là em đồng ý với một điều kiện. Một tháng anh phải viết thư tay cho em 2 lần. Wow. Và lúc đó anh trả lời với em là một tuần anh viết 2 lần cũng được. Wow. Đào thai. Write too much. Vì gì đau tay. Đau tay hả? Đau tay quá hả? Bao lâu thì ảnh qua ảnh thăm em một lần? Ảnh về Mỹ được 2 tuần, ảnh lại quyết định quay trở lại. Và cứ thế thì 2 tháng,
ảnh qua một lần. Trong khoảng thời gian đó, ba mẹ của ảnh không chấp nhận cho ảnh quen em, vì lúc đó họ đang sắp xếp cho ảnh gặp một cô gái khác cũng ở Việt Nam luôn, nhưng mà ảnh không đồng ý. Thì lúc đó ảnh về ảnh thuyết phục mẹ và ảnh nói chuyện với gia đình. Mẹ ơi làm ơn. À vậy đó. Và lúc đó ảnh cũng âm thầm ảnh tập thể dục từ 200kg mà ảnh xuống còn 100kg. Thế còn gia đình em thì sao? Em có nói với mẹ em là em đang quen cái anh này, mà ảnh cũng không được nhỏ con cho lắm. Mẹ em thì không có suy nghĩ về ngoại hình. Mẹ em cũng nói là nghe nói là Tây á cũng hơi ghê, sợ bị lừa đảo. Em có nói là do mẹ của ảnh là người Việt Nam gốc Campuchia, thì hai bên người lớn có nói chuyện xin phép theo truyền thống Việt Nam. Sau đó thì ảnh về quê. Đó mọi người ngạc nhiên tại sao con bảo là 200kg mà bây giờ đâu có thấy 200kg gì đâu, nó ốm nhơ mà. Có nghĩa là lúc đó ảnh chỉ có 80kg thôi, còn hiện tại bây giờ là 150. You happy? Yeah, happy. Gia đình của Hân là tuyệt vời. Mẹ của Hân nhiều là second mother. Mẹ của Hân á, coi như là người mẹ thứ hai luôn. Yeah, yeah. Mẹ của Hân nào thích khó giống nhau mẹ. Giống mẹ của anh. Yeah. Brian học tiếng Việt được mấy năm rồi? 6 tháng. 6 tháng như vậy là good á. Cảm ơn. Các em quen nhau bao lâu thì mới quyết định đi tới kết hôn? Tụi em quen nhau khoảng 8 tháng và sau khi em qua Mỹ thăm gia đình thì hai bên đã xúc tiến cho tụi em đăng ký kết hôn. Em kết hôn được mấy năm rồi? Được gần 2 năm rồi chị. Mà lúc mà mình chụp hình cưới á, mình có nói với anh này là ở Việt Nam á, là truyền thống là người ta hay đi chụp ngoại cảnh hay là chụp một bộ album cưới để làm kỷ niệm. Nhưng mà anh không đồng ý. Think I look mập. Đó là em đã xuống 100kg chưa? Vẫn còn ngại. Anh nói thôi đừng ra đó chụp, chụp chi nóng muốn chết, thì chụp tắm thôi, để trước cổng vậy thôi được rồi, ta biết mặt mình thôi. Sau khi đám cưới về, cưới một cô vợ Việt Nam đó, thì là cái cuộc sống của Brian á có gì khác biệt, có gì thú vị hay không? Sau khi we get married, hai chồng vợ đi du lịch Taipei, Thailand, Cambodia. Đi du lịch. Vậy là cái honeymoon là ở đâu? Honeymoon là Taiwan. Vui không? Dạ vui. Làm quá. Đêm tân hôn có vui không? Dạ. Về đẹp quá, so smart, motivating, tình yêu, an, không sao, mắt. Rồi, hai năm ở với nhau. Vậy thì có vợ mộng gì không? Anh Brian có thật xấu gì không? Thì khi mà cưới nhau về rồi thì ở chung thì mình mới thấy ra là trời ơi, cái anh này anh làm biếng muốn chết. Hiểu không Brian? Hiểu. Mình đi làm mệt, mình đi từ sáng cho tới chiều, xong rồi mình lại đi tỉnh, rồi mình quay trở lên, bước vào nhà mở căn phòng ra nhìn muốn xỉu, quần áo lung tung, không hề ngăn nắp một chút xíu nào. Mình chỉ có đứng la làng thôi. Anh tưởng mình gặp cơn ác mộng hay là cái gì, anh chàng nói, ủa sao em la lên vậy? Trời ơi, anh làm cái gì mà nhà cửa như có ăn trộm ăn cướp vào vậy? Anh quăng đồ hả? Thay đồ, quăng đồ lung tung. Dạ hả? Đúng rồi chị. Mặc xong rồi để xuống đó luôn. Bây giờ thì ngăn nắp hơn rồi. Đã còn gì nữa? Anh thích uống bia, thích bạn bè. Nhiều khi mình nói là trời ơi, thôi anh bớt lại đi. Mình phải học để dành, giống như là châu Á mình, người châu Á mình là rất là tiết kiệm đó. Với lại sức khỏe của mình tốt hơn. Ngày nào em cũng nói, anh ơi anh đừng có uống bia nữa. Tiết kiệm, anh bớt gặp bạn bè lại. Tập trung làm việc nhiều hơn. Thế anh uống khoảng bao nhiêu lon? 8 lon. 8 lon? À. Nghe 100 lon hết hồn. Rồi anh còn thật xấu gì nữa? Dạ thì lâu lâu anh hay nóng giận vô cớ. Cũng như là cái gì anh không làm được á thì anh hay nóng. Nóng như thế nào, anh thể hiện sao? Giống như là mình đang đi trên đường, cái người nào đó đang chạy cái sấn đầu xe anh. Anh la làng vậy đó, ta muốn giục chiếc xe luôn vậy đó. Đi ô tô hay là đi xe máy? Dạ xe máy á. Tức là không kiềm chế được đúng không? Dạ đúng rồi, anh không kiềm chế được. Giống như là cảm xúc người ta dễ bộc lộ ra. Gặp bạn bè anh tiêu xài nhiều. Nhưng mà dạ, anh có xài cho bản thân ảnh nhiều không? Ảnh ít xài cho bản thân ảnh, nhưng mà ảnh thích xài bất cứ thứ gì ảnh muốn. Giống như ra đường thấy người ta bán một cái món gì đó, không cần biết bao nhiêu, thấy người ta khó khăn là ảnh mua. Đồng cảm và chia sẻ. Dạ đúng rồi, nhưng mà đôi khi anh đồng cảm chia sẻ nhiều quá, người ta lợi dụng anh. Em có thấy ảnh khác với đàn ông Việt Nam nhiều không? Vì ảnh là nửa dòng máu châu Á rồi đó. Ảnh có nhiều cái thì ảnh cũng khác,
Và có nhiều cái anh cũng giống, kiểu như là lai lai vậy đó. Nhưng mà cái nào không hiểu thì mình cắt nghĩa, mình giải thích. Rồi giờ tới Brian. Em muốn đổi tên đỏ mi cho Việt Nam đồng. Hồi vợ em ơi, đổi tên với anh, đổi tên anh không? Gì? Small. She say ngàn hàng hơn. Tỷ giá muốn đưa nhiều đưa. Rồi xong rồi bảo với ảnh là vợ lúc nào cũng đúng. Và vợ em hồi còn uống bia mà ngày còn láng biếng. Làm biếng. Không làm biếng. Cào nhào ảnh hoài á, tối ngày cào nhào ảnh là đừng làm biếng, đừng uống bia. Nói nhiều á. Cằn nhằn. Nhưng vợ em nói anh còn uống bia, còn có tin. Nhưng vợ em mùa shopping. Rất là thích shopping đúng không? Còn gì nữa không? Nó. Finish. Yeah. Em muốn vợ em thay đổi cái gì? Anh muốn đi chơi với bạn một chút. Uống bia, coi toàn. Nhưng vợ em đi làm coi toàn. Don't go out, stay home, save money. Em không được đi đâu hết, phải ở nhà giữ tiền đúng không? Nghĩa là muốn được đi chút xíu. Còn Hân muốn Brian thay đổi gì không? Em muốn Brian đi tập gym nhiều vô để giữ gìn sức khỏe. Em mong muốn ảnh đạt được số ký là bao nhiêu? Em mong muốn anh đạt số ký là 90 ký. Not possible. Không thể xảy ra. 110 ký. Được không? 110 ký trước đi. Dạ được. Không biết nói gì hơn là chỉ biết là chúc tụi em hạnh phúc và em sẽ đạt được cái điều mà em mong muốn. Xin chào em. Cảm ơn.